Đã ly hôn 10 năm, Gigi Phương Trinh và Bằng Kiều vẫn đồng lòng làm một điều cho cố ca sĩ Phi Nhung. Từng là một cặp đôi đẹp nhất nhì trong showbiz Việt, Bằng Kiều, Gigi Phương Trinh cùng nhau trải qua một chặng đường hôn nhân rất dài. Hai người đã có với nhau 3 người con kháu khỉnh, đáng yêu, nhưng cuối cùng cả hai vẫn đường ai nấy đi trong sự tiếc nuối của nhiều khán giả. Tuy nhiên, không giống như những cuộc hôn nhân đổ vỡ khác, một khi quay lưng trở thành kẻ thù của nhau thì Bằng Kiều và vợ cũ lại luôn coi nhau là bạn bè. Sau khi chia tay, cả hai vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cách cư xử văn minh, giữ mối quan hệ thân thiết, cùng nuôi con trưởng thành. Về phía Bằng Kiều, hậu ly hôn, nam ca sĩ chi hơn 2 tỷ đồng một năm để trợ cấp cho vợ cũ và bà con. Về phía Gigi Phương Trinh, thời điểm công khai chuyện có tình mới, nữ ca sĩ hải ngoại không quên xin phép chồng cũ cho người đàn ông này được chăm lo, dạy dỗ các con khi anh vắng mặt. Ngoài ra, việc cùng chung có mối quan hệ thân thiết với Phi Nhung khiến cả hai còn chung tay góp sức hoàn thành tâm nguyện của nữ ca sĩ sau khi qua đời. Mới đây, trên trang cá nhân của giọng ca Nơi Tình Yêu Bắt Đầu có đăng tải bài viết xúc động nhân chuyến lưu diễn tại Đức. Hôm nay, hát ở Đức, có một cậu bé được mẹ dắt vào phòng sau sân khấu đòi gặp Bằng được. Bằng Kiều thì ra là cậu vào để nhờ chú Bằng Kiều đưa chiếc phong bì 100 euro để chuyển tới cô Gigi Phương Trinh cho quỹ từ thiện của cô Phi Nhung. Cậu bé làm mình thực sự xúc động. Cậu không hoàn hảo bình thường như bao người mà là một người khuyết tật. Mình thấy cậu nói không rõ và cử động rất khó khăn. Nhưng tấm lòng và trái tim của cậu thì không hề khuyết tật mà thật sự hoàn hảo, thậm chí tuyệt đẹp nữa. Cảm ơn cậu bé, cháu làm chú thấy cuộc đời này thêm đẹp khi có những trái tim như cháu. Ý nghĩa nhân văn và tấm lòng cao cả trong bài viết Bằng Kiều đăng tải ngay lập tức đã nhận được sự quan tâm rất lớn của cộng đồng mạng. Hầu hết các ý kiến đều bày tỏ sự cảm phục và xúc động với trái tim nhân hậu của cậu bé khuyết tật. Đáng chú ý, với tư cách là người nhận số tiền, Gigi Phương Trinh xúc động rơi nước mắt, chia sẻ là bài viết của chồng cũ, trái tim vàng là đây, mình đã rơi nước mắt khi nhìn hình ảnh cậu bé cầm tờ 100 euro nhờ chú Nguyễn Bằng Kiều cầm về đưa cho mình để bỏ vào phòng quỹ. Để bỏ vào quỹ xây dựng trường Việt ngữ Phi Nhung, đây là tấm gương sáng để chúng ta nói theo. Được biết, trước khi qua đời, nữ ca sĩ Phi Nhung vẫn còn trăn trở tâm nguyện xây dựng trường học Việt ngữ chưa kịp hoàn thành. Đây là di nguyện của cố ca sĩ, mong muốn tạo ra một môi trường để cho những thế hệ người Việt tại Mỹ sau này học thật giỏi tiếng Việt, biết về lịch sử, văn hóa của quê hương. Vừa là một người đồng nghiệp thân thiết, vừa xem Phi Nhung như người thân trong nhà, ca sĩ Gigi Phương Trinh quyết tâm hoàn thành di nguyện của người em quá cố. Và trong hành trình ấy, Gigi Phương Trinh không hề đơn độc mà có sự giúp đỡ của chồng cũ Bằng Kiều. Cả hai chung tay góp sức để rút ngắn thời gian để cố ca sĩ Phi Nhung ở nơi xa có thể thành thản.